Xin chào các con, chào mừng các con đến với trung tâm toán tư duy Aeson và chào mừng các con đến với lớp bồi dưỡng học sinh giỏi toán Timo dành cho các bạn học sinh lớp 3. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các thành viên đã có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Ok. Rồi, tốt rồi. Các bạn sẽ lưu ý này. Chúng ta học ở đây ấy, là mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Để chúng ta thi gì? Thi vòng loại toán Timo đúng không ạ? Ta phải vượt qua vòng loại mới được vào vòng quốc gia đúng không? Và chỉ có vào vòng quốc gia chúng ta mới có được giải. Ok. Rồi, tốt rồi. Thế thì chúng ta phải nỗ lực, phải rèn luyện để chúng ta vượt qua được vòng loại. Và chúng ta chỉ có thực hành luyện tập. Chúng ta sẽ cần phải hoàn thành các bài tập. Nếu chỗ nào chưa rõ thì các bạn xem lại video nhé. Có những buổi mà các bạn bận, các bạn không học được trực tiếp thì trung tâm sẽ gửi video lên nhóm. Các bạn sẽ xem video để chúng ta học bài đúng không ạ? Hiểu phần này thì gật đầu thầy nào. Ok. Nào, về chuyên đề ngày hôm nay chúng ta sẽ có những chuyên đề sau. Thầy nghiên cứu ở trong cái toán Timo này thì có những cái phần mà các bạn sẽ phải học ở kỳ 2 chúng ta mới học cơ. Mà như thế thì nó sẽ muộn mất. Bạn hiểu không ạ? Nó sẽ muộn cho nên là thầy sẽ phải dạy cho các bạn cái phương pháp để các bạn làm trước đó. Và hôm nay thầy sẽ dạy cho các bạn về chuyên đề đầu tiên là về phép nhân. Các bạn ghi cái phần này vào vở nha, ghi cái tiêu đề này vào vở. Ghi vào vở đây. Ok. Được rồi. Phần phép nhân nhé, thì hiện tại các bạn mới học ở phép nhân trong bảng thôi. Ví dụ như là bảng nhân 3, nhân 4, nhân 5. Sẽ có những trường mà các bạn học sớm thì đến bảng nhân 6. Thì tất nhiên thì chúng ta sẽ phải hiểu về phương pháp, về cái bản chất của phép nhân là như thế nào. Thế thì phép nhân này, thầy ví dụ nhé. Ví dụ như là thầy có là 2 mà nhân 3 thì ta được hiểu như thế nào? Được hiểu là số 2 được lấy 3 lần.
Và thầy có thể viết bằng gì ạ? Bằng 2 cộng 2 và cộng 2. Kết quả bao nhiêu ạ? Comment cho thầy nào. À, kết quả bằng 6. Và tương tự như thế. Bây giờ thầy có 4 mà nhân 2 thì ta được hiểu là gì ạ? Số 4 được lấy 2 lần. Thì có thể viết bằng phép tính là gì ạ? Ta viết là 4 bằng 4 nhân 2 bằng 4 cộng 4. Và kết quả bằng 8. À, thầy cần các bạn viết là cái phép tính của nó cả. Tức là được hiểu như nào. Thì tương tự như vậy, bây giờ thầy có là 6 mà nhân 3. Nào comment cho thầy nó bằng phép tính gì ạ? À, nó sẽ bằng 6 được lấy 3 lần bằng 6 cộng 6 cộng 6 và bằng 18. Yes. Bạn rõ phần này chưa ạ? Rồi, rất tốt rồi. Thế thì các bạn sẽ gặp những cái bài toán này này. Giả sử chúng ta gặp bài toán như sau. Ta có là 15 nhân 3. Thì chúng ta có làm được không ạ? À thì bằng gì ạ? Nó sẽ bằng 15 cộng 15 cộng 15. Và kết quả bằng 45. Yes. Rõ phần này chưa ạ? Rõ thì comment thầy chữ rõ hoặc chữ R nào. Được rồi. Thế tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng cứ đi làm phép nhân mà ta lại làm phép cộng như này. Thì nó mất thời gian đúng không ạ? Thì ta sẽ có cái phương pháp như sau. Khi nhân với số có một chữ số. Nha. Thì có 12 nhân 3. Comment cho thầy là kết quả nào? 12 nhân 3 thì được viết bằng gì ạ? À, ta sẽ có là bằng gì đây? 12 nhân 3 thì sẽ bằng 12 cộng 12 cộng 12 và bằng 36. Đó chưa ạ? Thế thì thầy sẽ có một cái cách nó gọi là phương pháp đặc tính như sau. Ta có 12 là thừa số thứ nhất nhân 3 là thừa số thứ hai, ta viết như này. Sau đó ta viết kết quả là gì ạ? Bạn Thanh Huyền Ngân không viết lộn xộn nhá. Ta nhân lần lượt từ phải qua trái, ta lấy 3 nhân 2 bằng 6 viết 6. 3 nhân 1 bằng 3 viết 3. Nhanh không các con? Nhanh hay rất nhanh ạ? Như vậy là 12 nhân 3 bằng 36, không cần phải làm phép tính cộng như này. Bao nhiêu bạn đã hiểu cái chỗ này? Comment cho chữ hờ chữ hiểu nào. Nào, các bạn viết cái phần này vào trong vở cho thầy. Đây, viết vào trong vở. Tiếp tục nhá. Thế bây giờ thầy cho bài toán tư duy cao hơn nó làm đâu ạ? Nào, bây giờ thầy có là 31 nhân 4 chẳng hạn. Nào. Thì hãy tính như thầy. 31 nhân 4. Rất nhanh, Tuấn Minh số 1, Đức Anh số 2, Quỳnh Anh số 3, Tiến Đạt số 4.
Cao Minh số 5, Quang Anh số 6, Hoàng Lan số 7, Minh Khang số 8, Quốc Quân số 9, Trung Nghiêm số 10, Đô Đam 11, Gia Nhi 12, Gia Bảo 13, Tường Vi 14, Dương 15. Rồi đúng không ạ? Comment cho thầy. Ở đây ta nhân lần lượt từ phải qua trái này. 4 x 1 bằng 4, viết 4. 4 x 3 bằng 12, ta viết cả 12 đây. Vậy ta có kết quả là 31 x 4 thì bằng 124. Yes. Rõ chỗ này chưa ạ? Rõ thì comment cho thầy chữ rõ hoặc chữ R nào. Rồi. Đó. Thế bây giờ thầy đố các bạn nhá, cho các bạn phép tính nó khó nữa không làm đâu ạ. Bây giờ thầy có số 428 ta nhân với 4 chẳng hạn. Nào, tính cho thầy. Suy nghĩ, nào suy nghĩ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thế này. Các bạn còn 15 giây nữa. Nào chuẩn bị comment. Comment. Wow, rất tuyệt vời. Thầy đọc những bạn trả lời đúng. Dương số 1, Gia Vinh số 2, Hoàng Anh số 3, Cao Minh số 4, Quỳnh Anh số 5, Tiến Đạt số 6, Tuấn Minh số 7, Thảo Ngân số 8, Gia Nhi số 9, Quốc Quân số 10, Đào Đô Đa 11, Minh Huế 12, Minh Trung 13 và Đình Khôi 14, Quang Anh 15. Yes, rõ phần này chưa? Ta cũng nhân như vậy. Nhân lần lượt từ phải qua trái. Ta đã 4 x 8 bằng 32, viết 2, nhớ 3. Ta để viết tạm số 3 bên cạnh này. Ra nhá vậy nhá. 4 x 2 bằng 8. Thêm 3 là 11. Ta viết 1, lại nhớ 1. 4 x 4 là 16, thêm 1 là 17. Và kết quả bằng 428 nhân 4 bằng 1712. Yes. Rõ phần này chưa ạ? Cho thầy hỏi bao nhiêu trong số các bạn đã hiểu về nhân với số có một chữ số? Comment cho thầy chữ hiểu nào. Ok. Hay không? Các bạn thấy hay chưa? Đấy, các bạn học cái lớp này nhá. Xong các bạn trở về lớp học của mình, tự nhiên mình thấy mình học mình giỏi hơn rất nhiều. Thì thực ra không phải là nói như vậy, không nghĩa là cái chương trình ở trên lớp các bạn nó dễ đâu. Mà là các bạn sẽ học được cách tư duy và cái kỹ năng phản xạ. À. Yes, bạn thích điều này chưa? Rồi, thích điều này gật đầu thầy. Tiếp tục. Vậy là xong phần thứ nhất nhá. Mặc dù chúng ta chưa học bảng nhân 8, chưa học bảng nhân 9, nhưng mà chúng ta đã biết cách làm chưa? Vẫn làm được. Thế thì có một cách như này này. Cái này cũng là cái kiểu bài tập được. Đó là các bạn về, đường nào các bạn cũng vẫn phải học về phép nhân, phép chia. Thì các bạn sẽ chịu khó các bạn đọc trước đi nhá. Học trước bảng nhân chia đây, nhân nhân 2, nhân 3, nhân 4 thì học thuộc rồi.
nhân 5 thuộc rồi, nhân 6, nhân 7, nhân 8 học dần đi, được không ạ? Hiểu phần này gần đầu thầy nào. À, mỗi ngày chúng ta luyện một bảng nhân là được rồi nha. Đây, cái này thú vị đây. Bây giờ là nhân một số với 10, 100, 1.000. Wow. Cái này thì thực ra ở trong chương trình ấy, thì nay mai cái đến lớp 4 các bạn mới học à. Thế nhưng mà chúng ta học toán ti mô, toán tư duy, thì chúng ta không phải chờ lớp 4 đến muộn nữa rồi. Phải dạy luôn cho các bạn ngay từ đầu lớp 3 này. Các bạn thích điều đấy không ạ? Thích thì comment cho thầy chứ thích nào. Nào. Rồi, thích nhá. Bây giờ thầy học luôn này. Bây giờ các bạn biết rồi này. Bây giờ thầy đố các bạn nhá. Bây giờ có 2 nhân 10 thì bằng bao nhiêu ạ? Comment. À, bằng 20 tất nhiên rồi, vì các bạn đã học rồi. Thì các bạn thử cho thầy biết là 3 mà nhân 10 thì bao nhiêu ạ? À, bằng 30. Đúng rồi. Thế bây giờ thầy có 5 mà nhân 10 thì bao nhiêu ạ? À, bằng 50. Tốt rồi. Thế bây giờ thầy có 9 nhân 10 thì bao nhiêu ạ? Bằng 90. Thì bây giờ thầy đố khó hơn này. Bây giờ thầy có số 24 nhân 10 thì bao nhiêu ạ? Wow, rất tuyệt vời. Thầy đã thấy có rất nhiều bạn trả lời đúng là bằng 240. Vậy bây giờ ta rút ra được điều gì? Khi ta nhân một số tự nhiên với 10 thì chúng ta chỉ việc làm gì ạ? Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số đó. Đúng không? Dễ hiểu chưa? Thế bây giờ thầy giả sử bây giờ thầy có cái số thì nhắm mắt làm nhé. Ví dụ như là 135 mà ta nhân với 10 thì các bạn thử đoán xem là kết quả bao nhiêu. Comment. Thầy sẽ đọc 15 bạn xong đầu tiên. Quỳnh Anh số 1, Hoàng Anh số 2, Minh Khang, Minh Khang kiểm tra lại còn viết nhầm rồi. Cao Minh số 3, Quốc Quân số 4, Tuấn Minh số 5, Tiến Đạt số 6, Tường Vi số 7, Trung Nghiêm số 8, Thảo My số 9, Bách số 10 và Đức Anh 11, Lê Dung 12, Minh Trung 13, Quang Thiên 14, Gia Uy 15. Rồi, rất tuyệt vời. Thì ta chỉ việc là viết lại số 135 vào đây và bổ sung cho nó một chữ số 0 ở bên phải. Nhanh hay là rất nhanh? Nhanh nhau ạ. Đó nha. Thế thì tương tự như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ có là 2 nhân 10 thì bằng 20. Thế bây giờ thì có 2 nhân 100. Thế các bạn thử đoán xem bao nhiêu ạ? Ô, các bạn làm rất nhanh. Chúng ta thấy là 2 nhân 100 thì bằng 200. Đúng rồi. Thế thì 3 nhân 100 thì bằng bao nhiêu? À, bằng 300. Đình Khôi đừng comment như vậy nha. Sai đấy nha, Đình Khôi nha. Quốc Quân đừng học theo Đình Khôi. Chỉ học những cái điều gì tốt, học những cái đúng. Học những cái đúng thì giúp cho tư duy của mình đúng. Còn học những cái sai sau này muốn sửa lại đúng cũng không học được.
Nào ở đây ta có là 3 nhân 100 thì bằng 300. Tương tự như vậy. Thế bây giờ chúng ta thấy là việc thầy có 9 nhân 100. Comment cho thầy bằng bao nhiêu? À đúng rồi, bằng 900. Như vậy ta rút ra được một điều gì ạ? Ta rút ra được bài học là khi nhân một số với 100, ta chỉ việc viết thêm mấy chữ số 0 vào bên phải của số đó. Hai chữ số 0 đúng không ạ? Bây giờ thầy có là 24 chẳng hạn. Nhân 100. Thì ta viết sẵn số 24 đấy này. Sau đó thêm cho nó hai chữ số 0 nhân 100 thêm hai chữ số 0 bên phải. Vậy 24 nhân 100 bằng 2400. Yes. Dễ hay rất dễ các con? Dễ rất dễ. Dễ chưa? Thế bây giờ thầy ví dụ này. À 56 nhân 100. Nào hãy comment kết quả cho thầy nào. Comment. À rồi, tốt rồi. Quỳnh Anh, Dương, Quang Thiên, Hoàng Anh số 5, Bảo Hân số 6. Bảo Hân kiểm tra lại. Tùng Lâm số 6, Gia Huy số 7, Trung Nghiêm số 8, Bách số 9, Đức Anh số 10, Đô Đa 11. Thảo Nhi bị khó chỗ nào con? Thảo My 12, Minh Huế 13, Gia Nhi 14 và Thảo Ngân 15. Ok. Ta chỉ việc viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải con. 56 nhân 100 bằng 5600. Dễ hay là rất dễ ạ? Bạn hiểu cách làm chưa ạ? Rồi, tiếp tục. Thế thì tương tự như vậy, bây giờ ta sẽ rút ra này. Bây giờ muốn nhân một số với 10, 100, 1000 thì ta chỉ việc thêm 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó. Yes, hiểu điều này. Gật đầu thầy nào, hiểu gật đầu thầy. Dễ không? Vậy từ nay các bạn đã biết nhân một số với 10, 100, 1000 chưa? Rồi nha. Nhân với 1000 thì thêm vào 3 chữ số 0. Thế rồi. Đây, phần tiếp theo. Bây giờ ta sẽ học nhân một số với một tổng. À, các bạn viết phần này vào đi. Viết phần này vào. Được rồi. Bây giờ nhân một số với một tổng này hoặc là một hiệu. Thế ví dụ này. 24 nhân 6 cộng 24 nhân 4. Ai, các bạn thử xem nào. Bây bài chúng ta sẽ làm nào. Các bạn sẽ có thời gian là một phút để suy nghĩ làm bài này nhá. Nào 1 phút bắt đầu.
Rồi, các bạn hãy comment kết quả của mình. Một số bạn đã trả lời đúng. Quỳnh Anh số 1, Trung Liêm số 2, Sĩ Long số 3, Gia Vinh số 4, Minh Huế số 5, Cao Minh số 6, Đình Khôi số 7, Bách số 8, Tiến Đạt số 9, Gia Uy số 10, Gia Nhi 11, Gia Bảo 12. Quốc Quân không chat nha. Tập trung vào đề. Tuấn Minh 13, Khánh 14 và Thảo Ngân 15. À, thế thì như này, một số bạn thì lại làm phép tính là ta lấy 24 nhân 6, 6 nhân 2 12, viết 2 nhớ 1, xong lại 6, à xin lỗi, nói lại 6 nhân 4 24, viết 4 nhớ 2, 6 nhân 2 bằng 12, thêm 2 là 14 bằng 144. Xong lại cộng với 24 nhân 4 thì ta có 4 nhân 4 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 2 bằng 8 thêm 1 là 9, viết 9. Ta đã cộng này vào. 144 cộng 96 bằng kết quả bằng 240. Cho thầy hỏi bao nhiêu trong số các bạn đã làm giống như như thầy này thì comment cho thầy số 9 này. Ồ, thế à? Hóa ra là nhiều bạn làm đúng như rồi. Tuyệt vời. Là rất nhiều bạn làm như vậy đúng không ạ? Thế đấy là một cách. Thế thì hôm nay thầy sẽ chỉ cho các bạn một cách siêu nhanh. Nhanh hơn thế này rất nhiều. Nào thầy nhắc lại cô Quân. Cô Quân nào? Cô Quân không comment lung tung nhá. Mình vào đây để học. Bố mẹ sắp xếp thời gian, công sức và tiền bạc cho chúng ta học thì hãy học cho tập trung nên trốn. Tất cả những bạn mà vào mà comment mà lại chat làm ảnh hưởng đến lớp ấy. Thầy nhắc lại này. Thầy chỉ nhắc một lần thôi. Còn thầy sẽ block ra phòng trò đấy. Mà nếu mà nhắc lần thứ hai thầy block vĩnh viễn luôn đấy. Trả lại học phí không ở cho bạn học lớp rồi đấy. Rõ chưa? Chúng ta chiến binh vào đây mình ngồi cứ đi chat lung tung đấy thì chúng ta học cái gì? Ba bạn hiểu này, gật đầu thầy nào. Chúng ta phải hiểu là cái thời gian chúng ta ở đây là để chúng ta rèn luyện. Nếu mà chúng ta không rèn luyện thì ngoài kia những người khác họ rèn luyện, chúng ta sẽ vượt chúng ta. Chúng ta đã vào đây rồi thì phải nỗ lực lên, rõ chưa? Các bạn có thấy hôm nay thầy dạy những kiến thức nó rất hay không? Đúng không ạ? Được rồi, tiếp tục nhá. Thầy nhắc quốc quân lần cuối đấy nhá. Cả các bạn khác nữa, đừng có chat với cùng quốc quân nữa. Và tập trung vào chỉ trả lời câu hỏi của thầy thôi. Nào, thầy chỉ cho phương pháp này. Khi các bạn làm ở đây là một phép nhân này, 24 nhân 6 cộng 24 nhân 4 thì trong hai cái phép nhân này, nó gọi là hai phép nhân, nó gọi là tích. Trên phần này các bạn đã được học rồi. Hai tích này nó có chung một cái thừa số giống nhau là 24. Hiểu phần này, comment rồi chữ hờ hoặc chữ hiểu. Được chưa? Nó có chung là một thừa số là 24. Và khi đó chúng ta sẽ nhóm cái thừa số chung này ra. Ta có 24 nhân 6 cộng 24 nhân 4 thì sẽ bằng gì? Ở đây sẽ bằng này, bằng dưới này, 24 nhân với mở ngoặc, trong ngoặc thì ta có lấy 6 cộng với bên này là 4, tức là ta nhóm 24 ra bên ngoài, 24 ta nhóm ra bên ngoài đây,
24 nhóm ra đây, trong ngoặc còn 6 cộng 4. Và ta sẽ viết bằng 24. 6 cộng 4 thì bằng 10 nhân 10. 24 nhân 10 nhân một số với 10, 100 1.000 vừa học rồi đúng không ạ? Kết quả bằng 240. Nhanh hay rất nhanh các con? Nhanh quá ạ. Mình không cần phải đặt tính, cũng không phải làm tính cộng gì nó phức tạp. Đó. Và cái dạng bài này ở trong toán Timo rất nhiều nhé. Thầy đã nghiên cứu rồi, nó rất hay có cái dạng bài này. Tất nhiên nó sẽ khó hơn nữa đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu được một phần này đã. Viết cái phần này vào vở đây, viết cái ý vào vở đây. Thầy dành cho các bạn thời gian để viết, viết vào vở đi. Nào viết xong thì comment cho thầy chữ xong hoặc chữ x gì. Ok rồi, tốt rồi. Tương tự như vậy chúng ta làm bài tiếp theo có làm được không ạ? Nào, bây giờ ta có 35 nhân 18 cộng 35 nhân 82. Hãy tính cho thầy. Nào, dành thời gian tính ra nào. Nào, chuẩn bị comment. Còn 10 giây nữa. Bắt đầu. Wow, rất nhanh. Hoàng Anh số 1, Dương số 2, Sĩ Long số 3, Trung Nghiêm số 4, Gia Nhi số 5, Tiến Đạt số 6, Bách số 7, Quốc Quân kiểm tra lại. Gia Vinh số 8, Anh Ngọc số 9, Minh Châu số 10, Gia Bảo 11, Minh Trung 12, Quang Anh 13, Quỳnh Anh 14 và Minh Khang 15. Rất tuyệt vời. Đấy, thầy thấy các bạn đã hiểu rồi. Chúng ta phân tích này. Ở đây ta có là đây là hai tích. 35 nhân 18 cộng 35 nhân 82. Mặc dù chúng ta chưa học phép nhân nhưng nó không làm sao cả, chúng ta vẫn làm được bình thường khi chúng ta chưa học với nhân qua hai chữ số, đúng không ạ? Thì phương pháp này, chúng ta nhóm cái phần này ra. 35 nhân 18 cộng 35 nhân 82 ta nhóm 35 ra. Nhân với mở ngoặc. Bên trong là ta có 18 cộng với 82. Và kết quả bao nhiêu ạ? Ta có 35 nhân với 18 cộng 82 bằng 100. Và nhân với 100, ta chỉ việc thêm hai chữ số 0 bên phải số đó, đúng không? 35 nhân 100 bằng 3.500. Yes. Rõ chưa ạ? Bao nhiêu bạn đã rõ hay là rất rõ phần này ạ? Comment cho thầy chữ rõ. Rồi, rất tuyệt vời.
Rồi các bạn viết phần này vào vở đây. Phần này cho bạn viết. Quá đỉnh thầy ơi, ok rồi, tốt rồi. Chưa hết đâu, hôm nay còn nhiều phần hay lắm. Cho thầy hỏi các bạn đã. Xong phần này chưa ạ? Lần sau gặp lại mình có làm được không? Rồi, có nha. Thầy xem phần này gửi trên nhóm chưa? Rồi, gửi rồi. Tiếp tục. Có phần ghi một phần thôi. Đây, phần này. Tính cho thầy 45 nhân 30 cộng 70 nhân 45. Thời gian suy nghĩ 30 giây bắt đầu. Chỉ có 30 giây nữa nhá, tính nhé. Nào, comment. Wow, lần này thì rất nhiều các bạn đã trả lời nhanh và chính xác. Quỳnh Anh số 1, Hoàng Anh số 2, Trung Nghiêm số 3, Gia Bảo số 4, Minh Trung số 5, Đình Khôi số 6, Vinh Châu số 7, Dương số 8, Gia Nhi số 9, Bảo Thảo Ngân số 10, Tùng Lâm 11, Quang Anh 12, Bảo Ân 13, Khánh 14, Cao Minh 15. Rất rất tuyệt vời và đến 95% các bạn đã trả lời đúng. Này, như vậy các bạn đã hiểu bài đấy. Đúng không? Ở đây ta có 45 nhân 30 cộng với 70 nhân 45 thì nó có số 45 thì là chung này, giống nhau rồi. Ta mới nhóm số 45 ra. Bằng 45 nhân với mở ngoặc. Chỗ này là 30 cộng 70 và bằng 45 nhân 100. Kết quả bằng 4.500 và chúc mừng các bạn có kết quả bằng 4.500. Hay hay, rất hay ạ. Nào, đấy là nhân với một tổng, không cần viết nữa đâu, không cần viết nữa. Bây giờ nhân với một hiệu. Thì cách làm cũng như vậy. Tính nhanh cho thầy, 47 nhân 25 trừ 47 nhân 15. 30 giây suy nghĩ bắt đầu. Ok, comment. Lại 15 bạn xong đầu tiên. Ồ, hay quá.
Lần này thì quốc quân đã có tên trong danh sách rồi. Quốc quân số 1, Trung Nghiêm số Nghiêm Trung Nghiêm số 2, Cao Minh số 3, Minh Châu số 4, Hoàng Hoàng Anh kiểm tra lại. Tùng Lâm số 5, Tiến Đạt số 6, Dương số 7, Gia Nhi số 8, Gia Bảo số 9. Quỳnh Anh số 10, Huyền Ngân 11, Bách 12, Minh Trung 13, Bảo Hân 14, Đình Khôi 15. Rồi, rất tuyệt vời. Thì đây ta đấy là ta lại nhóm là bằng. Ở đây coi 47 chung ta viết nhóm 47 ra ngoài. Nhân với mở ngoặc 25 trừ 15 và bằng 47 nhân 10 và bằng 470. Hay không ạ? Hay hay là rất hay. Vậy dễ chưa? Từ nay gặp lại cái dạng bài này trong toán Timo mình đã sẵn sàng để mình làm được chưa? Nào cho thầy hỏi, hay hay rất hay. Ok. Được rồi. À, chụp cái này gửi lên trên nhóm cho bạn nha. Bạn ngồi thẳng lưng lên. Nào, tiếp tục. Đó, như vậy là hôm nay về phần phép nhân thì thầy tổng kết lại này. Đầu tiên là nhân với số có một chữ số. Thì các bạn đã hiểu cách làm chưa? Hiểu gật đầu thầy. Thứ hai là hiểu về ý nghĩa phép nhân chưa? Hiểu gật đầu thầy. Đấy, phải hiểu ý nghĩa phép nhân thì ngày mai chúng ta mới làm được dễ. Thứ ba là biết cách nhân một số với 10, 100, 1.000 chưa? Rồi. Nhân một số 10, 100.000 ta chỉ việc viết thêm 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó đúng không ạ? Biết cách nhân một số với một tổng và một hiệu chưa? Hiểu gật đầu thầy. Rồi, tiếp tục. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là chuyên đề về dãy số cách đều. Để chụp cái này gửi đến nhóm cho các bạn nha. Vậy dãy số cách đều nó là gì? Thì các bạn hãy chú ý này. Đó là trong dãy số cách đều ấy thì các cái số hạng liên tiếp nó kém nhau một cái khoảng không đổi. Thì ví dụ này. 0, 1, 2, 3 là dãy số cách đều. Hiểu phần này chưa? Hiểu, comment cho thầy chữ hiểu hoặc chữ hờ. Nào tiếp tục. Ví dụ như là thầy có dãy số là 0, à ta có 2, 4, 6, 8. Tức là
các cái số này, số liên tiếp ấy, nó sẽ cách nhau một cái khoảng không đổi là bằng 2 cộng 2 thì bằng 4. Xong 4 lại cộng 2 thì bằng 6. 6 lại cộng 2 thì bằng 8. Đã rõ phần này chưa ạ? Rõ hay rất rõ rồi ạ? Nào, tiếp theo. Ở đây ta có 1, 4, 7, 10 thì ta có 1 cộng 3 thì bằng 4. 4 cộng 3 thì bằng 7. 7 cộng 3 thì bằng 10. Vậy các bạn thử đoán xem số tiếp theo sẽ là bao nhiêu ạ? Comment nè. À, ta lại lấy 10 cộng 3 thì bằng 13. Các bạn đoán tiếp số tiếp theo là bao nhiêu ạ? À, 13 ta lại cộng 3 nữa. Và kết quả bằng 16. Yes. Ok. Không cần phải ghi nữa nha, cần ghi mỗi cái tiêu đề thôi. Thế thì trong dãy số cách đều ấy, thì với lớp 3, cái lúc này là các bạn đang ở cái đầu lớp 3, thì thầy chưa dạy nhiều về phần này. Nó có cái cách để tính số lượng số hạng. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta chưa có nhiều những cái phần kỹ năng, cho nên là thầy chưa dạy. Và thầy sẽ dạy các bạn cách tính tổng nha. Nào, thầy dạy cho các bạn cái cách tính tổng trong dãy số cái đều này. Các bạn viết phần này vào. Tổng dãy số cái đều. Nào. Thế về ví dụ này. Bây giờ tính tổng này, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9. Nào, comment cho thầy kết quả. Rồi. Như vậy thầy thấy các bạn làm rất nhanh, kết quả 45. Nào, thầy hỏi nào. Có bạn nào mà ta thấy là ta lấy lần lượt là ta lấy 1 cộng 2 bằng 3,
3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 5 15, 15 cộng 6 21, 21 cộng 7 bằng 28, 28 cộng 8 bằng 36, 36 cộng 6 bằng 9 bằng 45 đúng không ạ? Nhưng mà nào mà vừa làm như thầy vừa nói thì comment cho thầy số 10 thế nào. À, rất nhiều bạn làm như vậy đúng không ạ? Thì đó là một cách. Thì không có vấn đề gì cả. Nào, thế bây giờ nó vài dãy số này thì sao? Bây giờ có 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 cộng vân vân cộng 16 cộng 18. Nào các bạn thử tính nha, nếu mà như vậy thì chúng ta bài chúng ta sẽ làm thế nào? Nào cho các bạn lại 30 thôi, 1 phút suy nghĩ đi. 1 phút bắt đầu nha. Ok nào. Comment kết quả phần B này. Phần A thì ok rồi. Đấy. Và thầy thấy có một vài bạn ít thôi làm đúng, còn phần lớn là không làm được. Không sao, các bạn chưa học cho nên là chưa làm được thì là cái chuyện bình thường thôi. Nếu mà dạy rồi mà không làm được thì là đáng nói nha. Nào bây giờ các bạn nhìn này, các bạn nhìn đây này, thầy sẽ chỉ các bạn phương pháp nha. Bao nhiêu bạn muốn thầy chỉ cái phương pháp để mình có thể làm những cái dạng bài này nó rất là dễ dàng. Rồi, ok rồi, phương pháp nha. Cách tính tổng của dãy số cách đều, đầu tiên bạn phải nhìn đấy, đây là một cái dãy số cách đều. Thì đừng bao giờ làm cái kiểu là tính lần lượt, làm như thế thì vẫn ra nhưng nó rất lâu. Thứ hai là những cái dãy mà nó quá nhiều các số nó ẩn đi thì ta phải viết đầy đủ ra. Với lớp 3 chúng ta cứ tạm thời làm thế đã, còn lớp 4 hoặc lớp 5 thì sẽ có cái công thức tính nhanh hơn. Nhưng mà chúng ta làm phương pháp này cũng là rất nhanh rồi. Nào nhìn đây này. Chúng ta nhìn nhá. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 thì thầy ghép với 1 cộng với 9. Tức là ghép số đầu tiên với số cuối cùng. Thì 1 cộng 9 bằng mấy? Bằng 10 đúng không? Thế thầy thì ghép 2 cộng với 8 thì bằng mấy? Bằng 10 đúng không ạ? Thầy lại ghép tiếp với gì? 3 cộng với 7 thì bằng mấy ạ? À, cũng bằng 10 đúng không ạ? Được rồi. Tiếp tục 4 cộng với 6. Thì bằng mấy ạ? Thì cũng bằng 10 đúng không ạ? Và cuối cùng bằng 5 cộng với 5 nữa. Như vậy ta thấy có mấy số 10 cộng với nhau? 4 số 10 cộng với nhau xong cộng thêm với 5. 4 số 10 cộng với nhau bằng 40 cộng 5 bằng 45. Có thấy là nhanh không các con? Nhanh hay rất nhanh ạ? Thảo My dọa các bạn nào một kinh nhé. À Thảo My. Nào. Chúng ta ghép này. 1 cộng với 9 này. Hiểu chưa ạ? Xong ta lại cộng với 2 cộng với 8 này. 3 cộng với 7 này. 4 cộng với 6 này và 5 cộng với 5. Tiếp theo ta lại có là gì? 1 cộng với 9 thì bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10, 3 cộng 7 10, 4 6 10 cộng 5. Và kết quả cuối cùng bằng 45. Các bạn thấy cái này nhanh chưa ạ? Yes, nhanh, comment rồi chữ nhanh hay là rất nhanh thì viết cho thầy ạ.
Nào, tương tự như vậy thì ở bài số 2 ta có là 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 vân vân cộng với 16 cộng 18. Thì chỗ này nó ẩn đi, tức là nó có nhiều cái số vân vân này thì ta phải tìm được hết đầy đủ ra. Thì các bạn thử đoán ra là 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 thì số tiếp theo là số nào? Comment này nào. Số tiếp theo sẽ là gì ạ? À, nó sẽ là bằng 2 cộng 4 cộng 6 cộng 8 cộng 10 cộng 12 cộng 14 cộng 16 cộng 18. Và lúc này chúng ta lại làm cái việc là ta lại ghép vào. 2 cộng 18 thì bằng 20, đúng không ạ? Hiểu phần này gật đầu thầy. Xong 4 ta lại ghép với 16 lại bằng 20. 6 ta lại ghép với 14 bằng 20. 8 lại ghép với 12 bằng 20 và cuối cùng cộng thêm với 10. Rõ chưa các con? Được rồi. Thế thì ở đây ta sẽ viết bằng gì? Bằng 2 cộng 18 cộng 4 cộng 16. Đúng không ạ? Xong rồi cộng 6 cộng 14. Rồi cộng 8 cộng 12. Rồi cộng 10. Thế tất cả cái phần mà thầy đóng trong ngoặc này thế đều bằng 20. Cộng 20, cộng 20, cộng 20 và cộng 10 với kết quả 90. Yes. Nhanh hay rất nhanh các con? Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này thì comment cho thầy chưa hiểu, hoặc là thực sự hiểu thì viết cho thầy chứ. Thực sự hiểu nào. Ok. Tuyệt vời chứ? Nào, cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã thực sự hiểu phần này, comment cho thầy chữ thực sự hiểu nào. Hoặc rất hiểu thì viết cho thầy. Hoặc ve đi hiểu thì viết cho thầy nào. Rồi, tốt rồi. Thực sự hiểu đúng không ạ? Rồi, rất hiểu rồi. Đấy nha, đấy, từ nay có phương pháp rồi, cứ thế mà làm rồi. Thế thì tuy nhiên này, có cái dạng bài ấy, không phải lúc nào nó cũng là phép cộng, mà nó là phép trừ. Mà nó là gì ạ? Trừ nữa còn trừ theo kiểu là nó lại không trừ được. Đấy, ví dụ như là A bằng 1 trừ 2 cộng 3 trừ 4 cộng 5 trừ 6 cộng 7 trừ 8 và cộng 9. Đó, thì bài này chúng ta sẽ làm như nào? Thì với bài này chúng ta sẽ làm như sau. Ta đảo cái số 3 lên trên. Ta lấy 1, ta vẫn giữ nguyên 1 cộng 3, xong ta trừ đi 2. Xong 5 tay đảo lên trên, cộng 5 trừ 4, xong rồi cộng 7 trừ 6 và cộng 9 trừ 8. Và cuối cùng bằng 1 cộng với 3 trừ 2 1, 5 trừ 4 1, 7 trừ 6 1, 8, 9 trừ 8 1, vậy 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1, kết quả bằng 5. Yes, bạn rõ phần này chưa ạ? Rõ hay là rất rõ ạ? Vậy lần sau gặp lại bài này các bạn có làm đúng không ạ? Làm được, tốt rồi.
Hello, các bạn học hôm nay vui chứ ạ? Vui gật đầu đúng không ạ? Các bạn có học được nhiều cái kiến thức không ạ? Rồi, tốt rồi. Thầy nhắc này, tuần này thì chúng ta sẽ học buổi hôm nay thứ sáu rồi. Chủ nhật thì thầy bận tham gia cái giải chạy marathon ở Hạ Long. Thì chúng ta đã sẽ nghỉ chủ nhật nha. Thứ sáu chúng ta, tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ các bạn giúp cho thầy việc sau. Bao nhiêu bạn thấy cái buổi học hôm nay nó rất là tuyệt vời thì hãy viết cho thầy. Các bạn mới đang ngồi trong phòng nhé, thầy đang dạy đấy, chưa được phát đâu. Nào, hãy bấm vào cái link này. Bạn nào mà có cái mở Facebook trên máy ấy, thì hãy bấm vào đó. Bao nhiêu bạn thấy cái buổi học hôm nay nó rất tuyệt vời, hãy comment xuống cho thầy ở trong cái link Facebook đó. Thế còn trường hợp mà bạn không có link Facebook thì bạn sẽ comment vào nhóm Zalo nha. Đấy, thầy thấy thầy gửi cái link Facebook ở trên nhóm ấy nha. Đấy, thầy thấy đã có một vài bạn đã comment rồi. À, các bạn thấy buổi học thú vị chưa? À, nếu bạn thấy thú vị thì hãy viết xuống cho thầy. À, được rồi, bài tập thì sẽ có nha. Nhưng mà hôm nay muộn rồi, hết giờ là tí nữa các bạn sẽ nghỉ thôi. Thầy sẽ gửi trước, sáng mai thì sẽ gửi cho nha. Đấy, sau đó thì sẽ được có cái phần để luyện tập. Đó, các bạn bấm vào cái phần link của cái Facebook cá nhân của thầy. À, bấm vào đó nha. Các bạn sẽ có 1 phút để các bạn comment. Yeah, cảm ơn các bạn. Đấy, còn các bạn nào trong nhóm Zalo thì hãy bấm một like hoặc là một team tặng cho bạn của mình nhé. Đấy, thầy đang tặng cho Quang Quang Anh một team này, Quỳnh Anh một team này, Bích Ngọc này. Tặng một lần thôi, không cần tặng nhiều đâu. Một cái thôi. Ok, tốt rồi. Thầy dạy cho các bạn ấy là thầy dạy cho các bạn về cách tư duy cũng như là thầy dạy cho các bạn bản chất về học toán, nó sẽ phương pháp học như nào cho các bạn sẽ thấy là mình hiểu sâu và mình nhớ lâu, và đặc biệt đấy mình học cái phần này để mình gặp cái bài toán khác mình vẫn làm được. Yes, bạn thích chưa? Rồi, rất tuyệt vời. Các bạn sẽ bật micro mình lên đi. Các bạn chúc Thầy ơi, thầy khi nào được giải ngon. thì thầy nói với bọn con nhá. Thầy ơi, Thầy đây. con chào Thầy chúc các bạn ngủ ngon nhé. thầy. Đi thầy. Bye bye, chúc ngủ ngon. Bye bye đây. Chào thầy. Ngày mai bút con đi nhé.